Điểm mua cổ phiếu ngày mai, cập nhật thị trường, top 17 cổ phiếu bùng nổ mạnh mẽ nhất trong ngày hôm nay. Và đây là một cái dữ liệu rất là logic Thái Ngô sẽ cập nhật hàng ngày. Thì bạn thấy là ngày hôm nay rất là vui. Vì sao ạ? BCM sau vùng giá 63.5 viết rất là rõ trong group VIP, cũng giống như một số anh chị vào trong group VIP hôm trong những phiên cuối tuần và ngày hôm nay các bạn nào mình chia sẻ với mọi người rất là kỹ nha. Đó, ví dụ như là BCM sau vùng giá mua 63.5 rồi quanh vùng giá 65.5 cộng trừ Thái vẫn mua tiếp theo và Thái có nhắc cổ phiếu này hiện tại vẫn còn vùng mua và các anh chị cố gắng là mua cổ phiếu này cho Thái và y như rằng là ngày hôm nay tiếp tục một hành động rất là mạnh luôn. Khi mà một thị trường đang đi ngang qua cổ phiếu Bình Dương này đúng không ạ? Ông này thì ngày hôm nay tăng khoảng hơn 3% và một cái phiên có dòng tiền vào rất là đẹp và nỗ lực thoát ra khỏi vùng hộp giá này. Và đây chính là một trong những điểm mua rất là đẹp tiếp theo của ngày hôm nay các bạn nè. Hả? Như vậy là giờ sau vùng giá 63 chúng ta mua dưới này các bạn nè. Đó, 63.5 này ha. Lên từ từ và ông này đang nỗ lực thoát ra khỏi hộp giá này. Và cái kỳ vọng của Thái Ngô nhìn nhận là ông này nha, khả năng rất là cao mà nó sẽ đánh về lại vùng giá đâu đó là 74 cộng trừ đúng không ạ? Ok. Và ngày hôm nay trên góc độ về kỹ thuật chúng ta đang nhìn nhận này ha, BCM đang nỗ lực phá vỡ ra một cái đường và đường cản chéo các bạn ạ, tức là một cái đường trendline dốc xuống các bạn ạ. Đó. Đúng không ạ? Ok, mục tiêu tiếp theo nó sẽ về lại 71, sau đó nó sẽ đi lên từ 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 và về lại 74 cộng trừ. Ok. Như vậy là giờ đây trong lớp VIP Tây Ngô đã chia sẻ với mọi người rất là kịp thời nên mọi người bắn tim rất là nhiều trong ngày hôm nay các bạn là rất là vui. Đây đúng không ạ? Đánh cổ phiếu mạnh nhất cho Thái, ví dụ như câu chuyện nha. BC1 tạo nền ngắn thì trong những phiên trước đúng không ạ? Đây mà BC1 là cổ phiếu mà mình đánh giá giờ rất có khả năng cao nó sẽ vượt đỉnh tiếp tục, bởi vì sao? Bởi vì nó tạo nền giá khoảng 4 phiên ngắn các bạn ạ. Và sau một cái hành trạng nó thoát ra khỏi nền tảng này và chúng ta đã đi từ những vùng giá dưới này và chúng ta đã đang lãi khoảng 8 đến 10%. Tiếp theo mình nhắc với mọi người trong cái phiên cuối tuần các bạn, mốc ngay vùng giá khoảng 30.831 cho Thái và ngày hôm nay các bạn thấy nè ha. Tiếp tục nước ngoài mua ròng 40 mấy tỷ các bạn. Nói chung là cái cổ phiếu này mình giỡn như một người á, giống như là tay mua ròng hết trơn công ty được các bạn. Đó, ok các bạn. Ha. Và hiện tại cha nội này đang tạo ra một cái nền ngắn thì nó sẽ rất là dễ bật tăng lên tiếp theo á. Thoát ra khỏi hộp giá 32, nó sẽ về lại 30 33x 34 các bạn ạ. Ok, đó. Tiếp tục nắm giữ các bạn nè. Rung lắc mà cổ phiếu vẫn khỏe, xanh mạnh nha. Thì khi mà thị trường nó tích cực cái á, những cổ phiếu này sẽ tăng giá tiếp tục ạ. Đó, mọi người bắn tim gần 300 mấy chục quả tim nè, buổi sáng mọi người bắn gần ngàn quả tim các bạn. Đây, bắn tim phát chiến đấu ngày mới mọi người ơi, bắn 1.000 quả tim và mình tiếp tục nhắc với anh chị một số cổ phiếu nhóm chứng khoán mà mọi người có thể canh mua trong những giai đoạn sắp tới. Ví dụ như câu chuyện giờ, đây. MBS là chúng ta đã khóa lãi thành công cổ phiếu này khoảng 10% từ vùng giá là mình đã nhắc với mọi người bắt ngay cái thời điểm này giờ 31 cộng trừ bạn ạ. Đó. Và sau khi nó tăng lên vùng giá này thì bắt đầu chúng ta sẽ chốt lãi dần dần. Và thời điểm hiện tại yên tâm, mình nói với mọi người rồi, bình tĩnh đi. Nó về lại vùng kháng cự này rồi, đây không phải là vùng mua đẹp nhưng cũng không phải là giờ cái giai đoạn này chúng ta vẫn chưa khẳng định nó sẽ xấu. Tuy nhiên, trong góc nhìn của Thái, nếu mà thật sự thị trường nó địch tích cực bạn là ông này phải vượt qua vùng này luôn. Rồi sau đó nó tức là nó có phương án B rồi. Tức là phương án B là phương án nó sẽ tăng giá lên tiếp tục và nó test chỉnh trở lại thì lúc đó mình nhắc cho mọi người mua. Còn thời điểm hiện tại nhá, không mua chỗ này mà chúng ta đang đi hiện thực hóa lợi nhuận và coi nè, đó trong những phiên sau nếu có trường hợp giờ test lũy rung lắc trở lại nha thì mình sẽ thực hiện phương án A, tức là phương án mua khi cổ phiếu rung lắc. Đúng không ạ? Và cái đường MA20 này hiện tại nó vẫn đang có một cái gì đang cách xa cái đối với lại hành động giá và so với đường biên, cho nên Thái Ngô đang kỳ vọng nó sẽ có một cái đoạn gì lắp cái vùng trống đó mà nè. Đó, giống như câu chuyện của NHA mà nè. Đây, nhào lên đây mua mua ngay đu ngay cái này hoặc là gì ngay cái cuối giờ phá vỡ giả mà rồi sau đó gì đạp lại cái rồi sau đó nó mới tăng thì như thế nào, cho nên giờ cứ bình tĩnh cho mình. Đó, ok, cho nên giờ mọi người ngày hôm nay bắn ngàn một quả tim rồi nè. Rồi sau câu chuyện của MBS thì mình để ý là câu chuyện của VDS rồi nè. Đó. Những cổ phiếu này thật sự giờ nó vẫn đang chạm vào vùng kháng cự và khi về vùng kháng cự, Thái Ngô có một cái câu nói rất là quen thuộc là giờ bạn không bán thì hàng xóm láng giềng của bạn cũng sẽ bán. Có điều là giờ bạn bán như thế nào? Ví dụ bạn cược nó tăng giá tiếp tục, bạn bán cho Thái khoảng 1/3 hoặc là 1/2 và khi nó tăng á là gì thanh gót là bạn vẫn còn cái cổ phiếu còn lại, đúng không ạ? Ok. Và hiện tại đường MA20 này bắt đầu nó đang duỗi ngang và đang hướng lên thì mình kỳ vọng là giờ nếu trường hợp nó có những cái pha mà test chỉnh đó, thì nó lại là những cái điểm vào đẹp ha. Ok, và mình đã tìm ra những điểm vào là đẹp này cho mọi người. Còn bây giờ mọi người mua ở đây, ok bạn. Có hai xác suất khả năng xảy ra, một là tăng tiếp, hai là giờ nó tèo.
Thì nếu mà trường hợp nó tèo thì bạn sẽ như thế nào, đúng không ạ? Hoặc là nó tăng tiếp ấy, thì mình lại thích vào phương án là giờ nó tèo, nó test chỉnh thì chúng ta sẽ mua, hoặc là tăng giá mạnh lên cho mình, vượt ra khỏi tất cả những vùng đỉnh kháng cự này nha. Thì lúc đó chúng ta sẽ mua khi trạng thái cổ phiếu tăng giá. Ok các bạn. Rồi, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Thái nha. Lần đầu tiên mọi người đừng quên nhớ bấm cho Thái một nút like, thả tim video này, vì đây chính là những tâm huyết nỗ lực của Thái. Và ai chưa đăng ký, bật cái nút đăng ký này và chia sẻ, bấm cho người thân bạn bè của mọi người nha. Bấm quả chuông bên cạnh để khi Thái Ngô làm video ra là anh chị sẽ theo dõi được đầu tiên. Nhớ bấm cho Thái một nút like. Ok các bạn. Đây, quay trở lại trạng thái phân tích trong ngày hôm nay á, thì chúng ta có khoảng 17 cổ phiếu bùng nổ, tức là gì ạ? AAA các bạn nè. Đó, đây đây. 17 cổ phiếu bùng nổ nè, ATIG. Đúng rồi, rồi ông này là ông bất động sản mà. Rồi Khải Hoàng Lan các bạn nè, rồi ông ABH ông đầu cơ đúng không? Hai ông này hình như là liên đới với nhau. ABH và ông AA, rồi SPT nè, rồi giờ J1 TV, rồi GET các bạn. Tức là ông GEG nha. Ông này thì liên quan đến điện đốm, rồi Hà Đô Group cũng có thời điểm tăng các bạn. Rồi BC1 cũng điện các bạn nè, đó. Rồi ông BED này là ông bán lẻ nha. Ok các bạn, rồi DC1 cũng rút chân nè. TDC, BCM là hai cổ phiếu mà nó liên đới với nhau, đó là gì? Bất động sản Bình Dương mà. Thấy có chia sẻ cho mọi người trong group VIP này nha. Mình không biết là lý do tại sao giai đoạn này mình cảm nhận như là bắt đầu có gì tín hiệu dòng tiền vào bất động sản Bình Dương. Thì các anh chị xem kênh của Thái là không biết mọi người có ở Bình Dương hay không, nhưng mà mình thấy là giờ không hiểu sao mà là cái cổ phiếu bất động sản Bình Dương nha. Nào là TDC nè, rồi ACC ngày hôm nay cũng có trạng thái tích cực các bạn. Tức là sau giai đoạn giờ nó bị đạp bán và nó đang nỗ lực tạo ra những cái pha giờ VCB siết chặt đà biến động các bạn nè. Đó. Và hôm nay nha, nếu các bạn có muốn mua ok bạn, các bạn cứ canh quanh cái vùng mà hỗ trợ quanh 15 cộng trừ, 15.5 cộng trừ các bạn nha. Các bạn mua sâu. Đó. Ha, thì mình đang thấy những cái trạng thái siết chặt đà biến động trở lại, đúng không ạ? Và khi nó vượt qua vùng đỉnh này thì nó lại giờ nó đang test lại mấy lần rồi các bạn ạ. Ok. Hoặc là gần nhất là BCM mình chia sẻ đầu video nữa các bạn ạ. Thì cái kỳ vọng này mình đang thấy à là giờ cái bất động sản ở Bình Dương nó đang có một cái trạng thái vận động nào đó khá là tích cực, mà những cổ phiếu của nó đang được thể hiện rất rõ. Ok các bạn. Và bằng chứng là giờ cổ phiếu giá của bất động sản của người Bình Dương, bất động sản tại Bình Dương nó tăng như là TDC tăng tím đó bạn nè. Đó. Rồi giờ ông BCM ngày hôm nay cũng giờ cũng nỗ lực đang hướng lên, thì cái form này nó sẽ còn đánh lên tiếp tục. Những anh chị nào chưa có thể là canh mua cổ phiếu này vẫn tiếp tục được nhá. Ok. Giống như mình chia sẻ với một người đã vào trong group VIP rất là nhiều bạn nè, đấy. Chia sẻ rất là rõ vùng giá luôn, nói cụ thể luôn các bạn ạ. Đó. Ok, rồi. Nhưng ngày hôm nay các bạn nè, một số cổ phiếu dòng chứng khoán thì bạn hãy thực hiện theo hai cái phương án mà mình chia sẻ với mọi người nha, không nên đuổi vội và phải để cho nó xử lý cái vùng cản đó. Còn lại những cổ phiếu yếu thì mình sẽ rất là hạn chế trong giai đoạn hiện tại. Rồi, buổi sáng ngày hôm nay thì mình nói với mọi người ok, BCM khả năng nó sẽ nổ. Vì sao? Vì mình nhìn nhận lại một số cái góc nhìn như là gần đây các bạn, là những cổ phiếu bất động sản này mình chia sẻ trong group VIP nha. Hôm thứ sáu chúng ta có câu chuyện của giờ CCL tăng tím, đúng không ạ? Và cái câu chuyện cổ phiếu này nó làm cho Thái liên tưởng tới góc nhìn của và bất động sản nhà ở tại và tại Mỹ các bạn. Trong một vài phiên gần đây các bạn nhá, chứng khoán Mỹ thì nó tăng giá và nó tăng giảm đan xen, và cái cổ phiếu công nghệ mà bị chốt lãi. Thì ngày hôm nay các bạn thấy nè, FPT tại Việt Nam cũng đang có dấu hiệu đang ngừng đà tăng rồi các bạn. Hoặc là CMG các bạn nha, đang thủng đáy trở lại và nó đang tìm nỗ lực tạo đáy hai ha. Đó. Ví dụ như những anh chị là mua những vùng giá trước quanh vùng giá 63 lên trên này, các bạn có thể là chốt lại khoảng 5-10% đúng không ạ? Hả? Còn bây giờ chúng ta sẽ đi tìm lại trạng thái sự cân bằng mới của nó, đúng không? Rồi, thì các bạn hãy chú ý những dạng cổ phiếu này cho mình. Nhiều khi các bạn nó có thể nó vẫn test chỉnh trở lại vùng giá khoảng 58 mít cộng trừ, thì lúc đó các bạn sẽ làm một phần mới cho mình ha. Dù sao đây cũng là một trong những cổ phiếu công nghệ và có bóng dáng của AI các bạn. Đó. Rồi, bây giờ quay trở lại câu chuyện bất động sản thì mình thấy là ngày hôm nay Đạt Phương Group tăng tốt ạ. Hà Đô Group tăng ok các bạn nè, hướng lên. Tuy nhiên là nó gặp cái thời điểm này bị áp lực chốt lại ha. Nhưng mà nó vẫn đang một cái form tăng giá các bạn ạ. Đó. Rồi. Nam Long Group ngày hôm nay được tay mua rồng rất là đẹp và vẫn giữ được vùng giá khoảng 43 mà. Nó đâu có xấu đâu. Nó vẫn tiếp tục tích cực, đúng không ạ? Đó. Thì đó chính là cái thời điểm mà các bạn cần phải chú ý về thị trường nha. Đúng không ạ? Nó có thể là tăng lên rất là bất ngờ luôn, cho nên là giờ mình nhắc nhở với một số anh chị trong group VIP á. Khi các bạn muốn mua cổ phiếu này, các bạn canh quanh vùng giá khoảng 43 cho Thái, và bây giờ giờ nó đang đi theo đúng lộ trình đó. Hoặc là giờ Khang Điền House các bạn nè, đây. Khang Điền House, đúng rồi, chúng ta mua vùng giá rất là tốt, và bây giờ mọi người cứ nắm giữ cho mình. Đây là một cái phiên nhà rút chân tạo một cái cây nến pin ba các bạn nha. Ok, một cái nến búa rất là đẹp ha. Và mình kỳ vọng những phiên tới mà ngày hôm nay nó
sau khi hành động mà nó tăng giá lên vùng giá khoảng 40 và bị chốt lại trở lại. Nhưng mà cái xu hướng này vẫn là một cái xu hướng siết chặt đà biến động để tăng giá, giống như câu chuyện của BC1 của bạn nào đó, nó cứ siết dần vào một cái phiên đánh rất là mạnh, vượt qua vùng giá khoảng ngày 9 tháng 7 và là nó tăng giá luôn. Cho nên các bạn giờ đó, như Khang Điền Hao nha, chia sẻ với anh chị nha, cứ hàng có hàng giá tốt tiếp tục gồng nắm cho mình, bình thường bình tĩnh mà ok ha. Hoặc là ngày hôm thứ sáu là có cái câu chuyện của SGR tăng giá nào, rồi CCL tiến trần, ngày hôm nay thì bất động sản TIG tiến trần. Như vậy rõ ràng chúng ta đang thấy à, dòng tiền nó vẫn đang momentum vào. Dạ, chẳng qua là những cái câu chuyện đó các bạn phải nhìn ra được bản chất vấn đề không. Ví dụ như TIG ngày hôm nay bạn nào là cổ phiếu vượt đỉnh nha, là cổ phiếu vượt đỉnh, nhưng mà khi mà mọi người không có hàng thì rõ ràng mọi người sẽ không mua được nó. Nếu các bạn mua đẹp nhất là những cái phiên mà mình có nhắc ở những phiên trước là bạn quanh vùng giá khoảng 15x, 14.9, 15 á, thì nó lại đẹp các bạn. Ok rồi, à thì bây giờ sau cái hành động là nó test trở lại đúng mi vùng giá khoảng 10, 12 các bạn nè, và đang giữ giá trên vùng này, thì đây cũng là một trong những cổ phiếu giờ có dòng tiền vào tích cực. Nhưng mà khả năng thời gian tới bạn, mình nghĩ nó sẽ còn stay quay chỗ này một thời gian nữa nha. TIG ok nè, Khải Hoàng Lan dòng bất động sản vào thôi. Thật ra Khải Hoàng Lan ngày hôm nay cũng tạo ra một cái điểm mua, nỗ lực phá qua vùng giá đâu đó là 5.8 các bạn ạ. Đó thì những anh chị nào thật sự có muốn mua đầu cơ những dòng cổ phiếu này, các bạn phải chấp nhận các bạn mua xong các bạn phải đặt chặn lỗ dưới vùng giá khoảng là 5.5, đúng không ạ? ABH, SBT, J1 TV các bạn nè, đúng không ạ? Rồi GET nè, tăng giá tiếp tục. BET ngày hôm nay thì mình lại đánh giá nó khá là ổn các bạn nha. Đối với cổ phiếu mà BET như thế này các bạn nè, khả năng rất là cao các bạn. Nó sẽ hướng lên và nó sẽ về lại vùng giá đâu đó là 32 cộng trừ. Thì những anh chị nào có muốn mua thì các anh chị có thể là giờ canh những cái pha mà rung lắc trong thời gian sắp tới như thế này ha. Nếu cứ canh canh quanh trên cái vùng giá khoảng 28 cộng trừ các bạn. Thì lúc đó các bạn có thể là canh tham gia nó lại được nha. Cổ phiếu này mình đánh giá đẹp ha. Khả năng cao thì cái kịch bản này nó sẽ kéo lên lại vùng giá này. Đó, một cái hướng lên nữa các bạn. Tiếp theo, BSH, TDC, rồi BCM mình chia sẻ rồi bạn. Ok, quanh quẩn những vùng giá này khả năng rất là cao, khi nó vượt qua 67.7 nó sẽ tăng lên tiếp tục. Thì những anh chị nào giờ có hàng hoặc là có muốn mua thì tùy mọi người có thể là mua gia tăng thêm nha. Long Hậu Gấp thì thời điểm lúc này thì mình đánh giá là giờ nó đã tăng vượt đỉnh và không có điểm vào an toàn mà phù hợp cho những nhà đầu tư đang cầm, hoặc là Sợi Thế Kỷ nữa bạn nè. Đó, tăng giá là rất là khỏe nhưng mà chạm ngay cái vùng cản này thì ra là cái vùng chốt lãi, rồi sau đó giờ một thời gian sau các bạn sẽ có những cái pha mà rung đất tích chỉnh thì bạn mua nó sẽ hay hơn nha. Ok, ví dụ như TLG này mình cũng nhắc mọi người chốt lại trước đã rồi tính tiếp, hoặc là TCM các bạn nè. Ok các bạn, các bạn đây rõ ràng TCM hiện tại sau cái quá trình mà nó tăng giá nóng lên, đúng không ạ? Rồi nó đang có những cái pha mà sóng kéo ngược nè, chúng ta sẽ chờ sự cân bằng của nó và mình sẽ nhắc nhở với mọi người là có thể là canh mua những dạng cổ phiếu như thế này, đúng không ạ? Trên khung 1 giờ thì hiện tại nhá, ông này ông cần ví dụ như quanh vùng giá khoảng 50 các bạn, rất là đẹp ha, 50, hoặc là nó sẽ có một cái cú test chỉnh đâu đó là về lại vùng giá để mình xem đó. Cho nên là đừng có vội vàng, có gì cơ hội đầy các bạn ạ. Ok các bạn, rồi thì mình đánh giá nè, nếu mà trường hợp nó có những cái pha test chỉnh trở lại quanh những cái vùng giá như này xíu nha, thì có thể là canh mua những dạng cổ phiếu này các bạn. Ok ha, dù sao thì chúng ta đang thấy là nó đã nỗ lực thoát cái vùng vùng kháng cự này rồi, và đây là một trạng thái điều chỉnh rất là bình thường, quan trọng đừng mua đến cao mà, đúng không ạ? Rồi VGT ngày hôm nay giờ cũng nỗ lực giữ giá rất là tốt, đúng không? Ok rồi, đó là câu chuyện của dịch mây Sợi Thế Kỷ, các bạn không nên mua bây giờ mà phải đưa vào trạng thái theo dõi các bạn nhé. Ví dụ như là dòng dược phẩm IMS Farm các bạn là tăng giá rất là khỏe, không còn điểm mua an toàn. Dược Hà Tây cũng tương tự như vậy. Rõ ràng để mà bạn muốn đánh những cổ phiếu này thì một các bạn, các bạn mua phải những vùng giá tốt cho Thái, rồi sau đó bạn phải kiên nhẫn hơn người. Ông vừa muốn mua giá tốt, ông vừa muốn trade khoảng 3 đến 5% rồi muốn up bô nhà cái ở đâu ra, đúng không ạ? Mấy ông toàn là muốn ăn 3 đến 5% rồi giọng họng nhà cái rồi làm sao ra được, các bạn cộng đồng không? Nhưng mà nếu trường hợp chúng ta có một cái tầm nhìn khái quát chiến lược thành công ạ, tức là các bạn mua được điểm mua tốt rồi, các bạn có một cái cái tâm lý vững bằng cách là các bạn tham chiến được cái giá tốt ạ, các bạn có thể là cầm giá được cao hơn, lâu hơn người khác và các bạn sẽ ăn được nhiều hơn. Còn ông muốn ăn 3 đến 5% thì các bạn phải chấp nhận những trường hợp bán xong cổ phiếu tăng vào siêu sóng luôn bạn. Ok. Thì mình cũng đang rất là kỳ vọng một số cổ phiếu nha. Ví dụ như BC1 nó giữ giá tốt nè, BCM các bạn nè, đó. Rồi, hoặc là DC World như ngày hôm nay các bạn mình vẫn đang thấy một hiện tượng rút chân đẹp ha.
MWG dòng bán lẻ các bạn. Đây, những phiên trước các bạn không mua, bây giờ trường hợp nó test chỉnh nó lại lại là cơ hội mà, đúng không ạ? Ngày hôm nay vẫn đang giữ giá trên vùng giá này ha. Hoặc là TCH của nhóm giờ xây của nhóm bất động sản mà. Nếu mà trường hợp TCH trong những cái phiên sau mà có những cái pha mà rung đất test chỉnh thì mình nghĩ các bạn có thể là canh mua được nhá. Đúng không ạ? Vì sao? Vì mình vẫn đang chờ có một cái trạng thái tích lũy khá là đẹp chỗ này xíu nữa nè. Thì nó sẽ công qua, tức là quanh vùng giá khoảng 19 ít các bạn, tới dưới 20 ha, thì nó sẽ đẹp. Rồi. Đạm Cà Mau các bạn thấy không ạ? Tăng giá mấy phiên rồi sau đó là bị bán ngược trở lại. Đó, các bạn thấy không ạ? Các bạn đừng đu trên này, về dưới này các bạn mua thoải mái, đúng không ạ? Rồi. Hoặc là last các bạn nè. Last thì hiện tại là giờ nó đi vượt qua vùng giá mua rồi, không có điểm mua an toàn, nhưng mà đây chính là bóng dáng của những cổ phiếu khỏe nha. Hoặc là gì ạ? DCM, last rồi DDV các bạn nè. Đúng không ạ? Đây, rõ ràng đây nó không có điểm mua an toàn, nhưng mà nếu trường hợp nó có những pha rung đất tích chỉnh mà thì bạn mua nó sẽ đẹp hơn. Hoặc là DTD các bạn nè. Ok. DTD hiện tại nó vẫn chưa ngã ngủ các bạn nha, tức là hiện tại nó vẫn còn chờ cái sự vận động tích lũy trở lại cho nó siết chặt lại cái biên độ này. Bởi vì sao? Bởi vì nó có khả năng, nó vẫn có khả năng tạo ra những cái cơn sóng kéo ngược như thế này các bạn nè. Rồi. Rồi sau này nó mới tăng lên trở lại, thì lúc đó giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người các bạn. Ít nhất nó phải tạo ra những cái sự cân bằng rồi tạo ra điểm mua chuẩn á, thì bạn mua sẽ rất là đẹp, đúng không? Còn bây giờ nó sẽ tạo ra một cái cú giờ, cái cản chéo như thế này nè, và nó sẽ đang vận động quanh cái vùng này, đúng không ạ? Đó, chứng khoán, bất động sản cũng rất là tiềm năng lúc này nhá. Còn ví dụ như là DIC nè, Phát Đạt Group nè, Đất Xanh các bạn nè, CII nè, rồi Novaland, thật sự trong bối cảnh lúc này nó vẫn chưa có điều kiện thuyết phục để chúng ta là vào lệnh các bạn. Cho nên các bạn cứ để là tập trung vào những cổ phiếu khỏe đi nhá. Ngay cả như sale trong giai đoạn trước các bạn thấy nó tăng không ạ? Một cây 80%, nhưng mà hai phiên nó đã bị test ngược trở lại. Cho nên giờ trong group VIP nha, Thái Ngô sẽ cập nhật cho anh chị rất là kỹ, rất là cụ thể những cổ phiếu nào các bạn có thể là đánh T cộng. Những cổ phiếu này các bạn có thể gì là nuôi dài, và các bạn có thể là chia vốn ra đi rất là đẹp các bạn nha. Rất là bình tĩnh, đúng không ạ? Rồi. Như vậy là phiên cuối tuần chúng ta đã có được hai cổ phiếu như là BC1 ngày hôm nay vận động cực kỳ tích cực luôn. Và cái nền này mình nghĩ nó sẽ rất là dễ rách qua vùng giá khoảng 32 để hướng lên vùng giá khoảng 34. Rồi giờ BCM nha, vào trận luôn. DC World cũng ok các bạn nè. Đó. Rồi, những cổ phiếu chứng khoán khác thì mình đang chờ cái sự vận động tích lũy trở lại tí xíu nữa nha. Các bạn enter nó sẽ đẹp hơn. Rồi các bạn. Đó chính là những cái góc nhìn của mình trong ngày hôm nay. Hoặc còn hiện tại nha, VN-Index thì lúc này các bạn, nước ngoài vẫn đang bán ròng, nhưng mà nó vẫn đang giữ được trên cái vùng 1270, thì đây chính là một cái mức hỗ trợ lúc này của VN Direct ha. VN Direct các bạn, thì khi mà nó có, nếu mà trường hợp nó có rung lắc thì mình nghĩ quanh vùng giá đó thì nó lại là cơ hội của những nhà đầu tư, là người ta sẽ rải ra mua dần các bạn nha. Ok. Rồi. Get ngày hôm nay cuối phiên cũng kéo giá rất là đẹp nè các bạn nè. Ok. Như vậy rõ ràng các bạn thấy không ạ? Quanh những vùng giá trước 23 cộng trừ mình có chia sẻ cho mọi người. Nếu mọi người có mua các bạn, thì cái cú test chỉnh ngược trở lại như thế này là cái điểm mua rất là đẹp. Thì bây giờ là nó hướng lên, thì trong những phiên tới các bạn nha, các bạn có thể là canh những cổ phiếu này rung lắc các bạn mua được, đúng không ạ? Rồi. Hoặc là bet thì mình chia sẻ rồi các bạn. Nếu mà trường hợp ngày hôm nay cũng quá đẹp các bạn nha. Nếu có những pha mà rung lắc test chỉnh thì các bạn có thể là canh mua được. DC hoặc có thể là mua ok nè. Đó. Rồi. Tiếp theo. Đó là góc nhìn của thị trường trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Còn từ về dòng banh, các anh chị nhớ nha, đừng quên bấm cho Thái một nút like, thả tim video này, và nhớ ai chưa đăng ký thì bật nút đăng ký. Và thật sự mình nhận được khá là nhiều tin nhắn hàng ngày của mọi người. Muốn vào group VIP thì chủ động nhắn tin Zalo, số điện thoại Thái để bên dưới màn hình nha. Ok các bạn. Trong nhóm banh thì mình thấy là MBB mọi người thấy là canh mua được nha. Hoặc là VB banh các bạn nè. Đó. VB banh và MBB nha. Ok các bạn. Trước mắt là như vậy. Còn thật ra thì những cổ phiếu khác nó cũng na ná nhau thôi, nhưng mà các bạn có thể sự lựa chọn thôi, đúng không? MSB thì mình cũng đánh giá nó vẫn khỏe mà nè, chưa có gì xấu cả. Nói chung nó cứ sập cài sình trong cái phạm vi nó thôi. Xấu thì không xấu, nhưng mà để chọn mà mua mới á, đúng không? Những anh chị có hàng thì cứ tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu kia. Còn mua mới thì giờ VPBank, đúng không? Rồi, hoặc là gì ạ? MBB, đó là dòng ấy, dòng chứng khoán thì MBS nè, VDS chung một form hiện tại đang gặp kháng cự không mua. BVS thì mình nghĩ là giờ có canh mua thì khi canh những pha rung đất nha. CTS cũng ok các bạn ha. Nhưng mà điểm mua thì mình nghĩ là giờ nó vẫn chưa tích cực đâu. Nó còn giờ những cái pha rung đất thì mọi người sẽ canh khi nó có những nhịp nhúng xuống một xíu. Đây bạn, nó nhúng xuống như thế này nè, rồi nó lại rút lên thì mọi người mua nha. Ok. Rồi, MBS, CTS, BVS hoặc là FTS cũng tương tự như vậy các bạn thấy không? Đây.
khi nó tăng giá rất là khỏe, nhưng mà sau đó hàng về thì lại lỗ các bạn thấy không ạ? Cho nên là đặc thù nhóm này lúc này các bạn bình tĩnh, đúng không? Nhớ nha, bấm cho tôi một nút like, thả tim video này và anh chị nhớ chia sẻ video cho người thân bạn bè của mọi người. Tiếp theo đó là nhóm giờ, nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản rồi, nhóm xây dựng, đầu tư công thì mình thấy là gì? CTD các bạn. CTD ví dụ như quanh những vùng giá khoảng 72, 73 thì nó lại là cơ hội. Còn cảng biển như là HAH lúc này, nó vẫn còn đang lình xình lắm các bạn, chưa đâu. Hoặc là VSC nữa cũng còn khá là xấu, cho nên mình nhắc cho mọi người chốt lại trước những phiên trước đó rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ theo dõi tiếp thị trường các bạn. BVT nữa các bạn ạ. Ok, ngày hôm nay BVT là khỏe các bạn. Như vậy rõ ràng là giờ BVT đang nỗ lực và giữ cái vùng này. Thì khả năng cao bằng cái vùng giá khoảng 29.8-30 nó sẽ là một cái vùng hỗ trợ lúc này của BVT rồi bạn nha. Thì khi các bạn có mua bằng canh quanh vùng giá đó, hoặc là BSR nữa bạn, BSR hiện tại đang chạm lại vùng kháng cự thì không mua. Nhưng mà nếu mà trường hợp có vùng giá đâu đó là quanh vùng giá khoảng 23, các bạn có thể là canh mua được, đúng không ạ? Đó, chứng khoán, bất động sản của công nghiệp rồi, đúng không ạ? Còn KBC hiện tại thì thật sự nó chưa khỏe, và mình nhắc cho mọi người đừng có nhào vô, cứ bình tĩnh. Các bạn cứ đợi chờ một thời gian nó tạo ra vùng đáy các bạn, và nó có một cái phiên giống như câu chuyện của VRE các bạn nào. Đó, nỗ lực bắn một cây lên tăng tím trần, hai cây, ba cây các bạn, thì lúc đó các bạn mua nó sẽ vẫn còn kịp. Còn bây giờ chúng ta cứ dò đáy hoài là rất là nguy hiểm nha. Cho nên là thấy tôi ngồi tập trung vào những câu chuyện của cổ phiếu khỏe các bạn ạ. Ok. Rồi, đó là góc nhìn của Thái. Xin chào và hẹn gặp mọi người trong chương trình nhận định thị trường vào ngày mai. Bye bye mọi người nha.